Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một món ăn, đó là món gà rang muối các bạn ạ. Đây là một món ăn rất phổ biến với gà mọi người đúng không ạ? Sau đây mình xin trình bày cách làm nhé. Nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị cho món này đó là gà. Thì ở đây thì mình sử dụng 1/2 con gà các bạn ạ. Mình đã rửa muối và sát muối và rửa rất là sạch rồi đấy ạ. Và tiếp đến là 2 quả trứng gà và bột năng. Đây là mình sử dụng 3 thìa bột năng và 3 củ sả, một chút lá chanh và 1 quả ớt, 1 miếng gừng và 1 chút hành khô. Thì sau đây mình xin chuẩn bị các nguyên liệu như sau nhé. Trước hết là cái củ gừng này mình đập dập ra để chất nó mình đi trần qua gà nhé. Đấy, mình đập dập ra. Sau đó tiếp đến là cái củ sả. Củ sả thì các bạn cắt đến một đoạn đầu này để các bạn cho vào luộc, để cho vào cái nước trần gà đấy ạ, để tạo mùi thơm và khử mùi hôi hoặc mùi tanh của gà. Thì tất nhiên là gà là món ăn rất là phổ biến trong các cỗ hoặc bữa ăn ngày thường của người Việt chúng ta và của tất cả mọi người. Thì các bạn ăn luộc, ăn rang thì cũng rất dễ ăn. Và đây mình muốn giới thiệu với các bạn về một kiểu ăn thêm, đó là gà rang muối đúng không ạ? Thì đương nhiên là cái gà rang muối này thì các bạn cũng phải có một cái loại muối để dành riêng cho gà rang đúng không ạ? Đấy, lá chanh thì các bạn cái này cho vào sau mỡ, do vậy các bạn cũng đừng lên thái nhỏ quá nhá. Thì ớt các bạn cũng cắt miếng to như thế này, sau đó các bạn vẩy cái hạt đi nhá. Để khi nào mà mình nấu mà các bạn không thích, các bạn trong gia đình nhà mình không thích ăn ớt thì các bạn gắp ra rất là dễ dàng. Đấy, các bạn vẩy cái hạt đi. Chanh ơi, ông ra đây nhờ cái này cái. Các bạn có thể làm cả KFC và cả chịu rất là ngon đúng không? Thì ở đây mình muốn cho các bạn một món gà rang muối. Mở bếp mở chưa? Còn mình món này là khoái khẩu luôn. Tất nhiên là cái muối rang gà này các bạn mua ở các cái cửa hàng tạp hóa hoặc đại lý là có thôi. Bởi vì là như mình đây thì mình còn làm ra muối rang gà luôn. Cái muối rang gà đấy thì các bạn chỉ cần sử dụng một vài tẻ đậu nếp và đậu xanh, hạt sen các bạn rang khô lên, sau đó các bạn xay nhỏ ra, một chút muối rang nữa các bạn trộn vào là xong món muối rang gà đấy. Thế thì hành các thứ mình đập dập băm nhỏ rồi thì tiếp đến là đến cái củ sả, thì các bạn thái dọc ra nhé, thái mỏng dọc ra, mình thái các bạn nhìn này. Đấy, để mình chiên lên và mình trang trí vào cái đĩa gà rang rất là ngon hấp dẫn. Sau khi gà mình đã chặt ra rồi và các cái gia vị mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi, các bạn mang đi luộc gà nhé. Hoặc là trần thôi chứ luộc thì kỹ quá đúng không? Cái nước sôi thì các bạn cho cái gừng với sả và xong các bạn chuẩn bị vào. Và tiếp đến là các bạn cho một chút muối trắng, đó, muối hạt ạ. Các bạn quậy đều lên, sau đó các bạn cho gà vào. Và trong cái lúc mà nước đang sôi này các bạn chỉ cần đảo lên đảo xuống thôi, là cho sôi lăn tăn là các bạn có thể gắp ra được. Bởi vì mình chỉ cần luộc qua chín khoảng 70% thôi là các bạn có thể vớt ra rồi đúng không ạ? Đấy, các bạn vớt ra, sau đó các bạn trộn trứng này. Ở đây mình có cho thêm một chút dầu mè, các bạn không cho cũng được nhé. Thì ở đây mình muốn là cho thêm này, khi mà mình nấu nó tạo cái mùi rất là hấp dẫn á. Mặc dù cái muối rang gà đấy nó cũng vừa rồi nhưng mà mình cũng ướp thêm 1/2 cái thìa sữa chua, gia vị bột canh nữa để khi mình ăn miếng gà nó được đậm. Và tất nhiên là họ làm cái muối đấy thì tất nhiên là cũng phải làm mặn đúng không ạ? Còn tùy các bạn không thích thì các bạn không cho cũng được. Thì ở đây mình có 2 quả trứng, nếu mà các bạn cho 1 quả vào các bạn đảo mà thấy nó vẫn còn
vứt hết gà thì các bạn lại cho thêm một quả nữa vào nhé. Còn không thì các bạn chỉ cần cho một quả cũng được. Mình cũng cứ thấy nó được nhiều lắm. Mình cho lớp một quả nữa vào. Sau đó các bạn đảo đều lên. Đảo đều lên thì lúc này thì các bạn có thể cho luôn cái bột năng vào nhé. Bạn cũng đảo để cho cái bột năng nó ngấm vào miếng gà. Thì khi mình chiên nó rất là vàng và ngon. Ở đây mình sử dụng 3 thìa bột năng ngâm phở đấy ạ. Nghĩa là các bạn cứ cho vào, các bạn trộn đến khi mà cái bột năng nó ngấm đều vào các miếng gà là được. Đấy, các bạn trộn vậy thôi là các bạn có thể mang đi chiên được rồi. Bây giờ các bạn mang đi chiên nhé. Ở đây mình không giới thiệu với các bạn, đây là một chút muối của mình nhé. Đấy, cái muối để dùng cho rang gà đấy. Đấy là xả, hành, ớt, lá chanh mình đã chuẩn bị sẵn đúng không? Các bạn mang đi chiên nhé. Thì ở đây là mình sử dụng bằng mỡ lợn mình chiên. Và các bạn có thể dùng dầu ăn hoặc cái gì đấy là tùy vào cái vị của bạn. Cái dầu mè đấy là bí quyết nấu nướng của các đầu bếp đấy ạ. Các bạn khi các bạn cho vào rất là thơm. Khi mà mình làm một cái đồ ăn thì đấy nó bốc mùi rất là thơm. Thế thì các bạn để mỡ nóng ra, sau đó các bạn cho gà và các bạn chiên bình thường như những món chiên khác đúng không ạ? Các bạn, cái món này thì các bạn chiên ngập dầu càng nhanh. Thì các bạn sẽ ngập khoảng 1/2 miếng như này thôi rồi. Đây các bạn cứ cho lần lượt hết vào, sau đó các bạn chiên vàng như những món ăn khác. Đấy, mình cho một chút dầu hào vào, bốc mùi rất là thơm. Cái dầu mè xin các bạn. Đấy, sau khi cái gà nó đã vàng rồi, các bạn có thể lật lên rồi các bạn vớt ra. Đúng không? Thì cái gà rất là vàng rồi đúng không? Mẹ đi thế, con ngoan đấy. Đấy là việc của mẹ, con ngoan mới là con ngoan. Nhất nhiên là cũng nhiều món chiên khác thì mình cũng phải chiên đến lúc nó vàng cho nó hấp dẫn đúng không? Cho ra và các bạn còn các bạn cho tiếp vào các bạn chiên nhé. Hết rồi, có 5 cái rồi, dưới đường có 2 cái. Sau khi vớt xong rồi thì cái mỡ đấy các bạn đổ luôn cái hành xả vào, các bạn xào. Các bạn xào khoảng 3 đến 5 phút để cho cái xả nó khô và nó thơm lên. Thơm rồi cho các bạn vớt ra. Thì cái mình cho luôn gà ở đây thì này nó nhiều dầu quá đúng không ạ? Thì mình cho sang một cái nồi khác để mình đảo giữa cái xả và cái gà đấy. Đó. Các bạn vớt cái xả ra. Thì các bạn mà cho luôn vào thì các bạn thấy rất là nhiều dầu đúng không ạ? Nhiều mỡ. Thế các bạn chỉ cần cho đây thế này thôi. Sau đó là các bạn cho cái gà các bạn vừa vớt vào. Đấy, các bạn đổ vào này. Bạn vẫn để bếp lửa nhỏ nhé. Đấy, các bạn sóc đều lên. Và lúc này các bạn có thể cho một chút muối rang trước. Các bạn cho khoảng 2 thìa vào. Các bạn sóc đều lên, 1 thìa rưỡi thôi cũng được. Các bạn sóc đều lên. Đấy, các bạn thấy món gà rất là hấp dẫn rồi đúng không ạ? Thế là mình có thể tắt bếp và cho ra đĩa thôi. Các bạn thấy rất là đơn giản đúng không ạ? Chỉ mình chỉ mất công trộn một chút bột năng và một chút
Trứng gà là tôi còn khi chiên rất là nhanh mà. Các bạn cho lửa to sau đó ngập dầu cũng rất là nhanh. Thế là sản phẩm gà rang muối của mình đến đây đã hoàn thành rồi đấy. Thế thì các bạn khi bắc ra cho vào đĩa thì các bạn có thể cho thêm một chút cái muối đấy lên trên như này, thật hấp dẫn. Thì nhiều khi có những người chỉ rang không thôi, rán không thôi, sau đó cho ra đĩa thì mới bắc cái muối này lên. Nhưng mà đây mình muốn trộn một chút vào cho nó ngấm vào cái gà đấy, rất là ngon. Thế là sản phẩm gà rang muối của mình đến đây đã hoàn thành. Xin mời các bạn cùng thưởng thức cùng mình nhé. Đấy, các bạn thấy miếng gà rất là thơm, vàng và ăn rất là đậm và ngon đấy các ạ. Thế thì xin chúc các bạn làm và thành công nhé, để được những món gà rang muối, những đĩa gà rang muối trong những bữa tiệc hoặc những bữa cỗ nhà mình, thì để mà ai cũng thích và muốn ăn món này lần sau. Thế là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất nhé. Nếu bạn nào theo dõi video của mình mà thích thì nhớ cho mình một like.